Chào các bạn và anh em thợ nha. Hôm nay tôi lại gặp thấy vấn đề về điện trên xe máy, đó là chiếc xe VS 110 này các bạn nha. Vấn đề gì thì sau đây các bạn chú ý theo dõi và đón xem xe của mình có bị như vậy không, và mình hôm nay sẽ làm cái clip cho các bạn xử lý tại nhà luôn nha. Thì các bạn để ý này, đây là cái buji là mình đã tháo ra để thử và lắp buji khác vào đây, bởi vì theo quan niệm ngày xưa là trước hết phải kiểm tra buji xem nó bị chết không. Đấy, buji không chết nhá. Đây mình tháo buji ra rồi này, lắp buji khác vào, đạp vẫn không nổ. Đấy, như vậy là các bạn loại trừ cái bệnh là bị chết buji nha các bạn nha. Tiếp theo nữa là các bạn để ý cho mình cái hệ thống dây điện này nhá. Mời các bạn chú ý đón xem, mình sẽ chỉ cho các bạn tận nơi để các bạn khi mà gặp cái trường hợp xe của các bạn bị chuột cắn như thế này thì các bạn có cách xử lý tại nhà các bạn nha. Thì trước hết đây là mình đấu thử vào vẫn không được nha các bạn nha, tí nữa mình hướng dẫn các bạn đấu lại sau. Thì đây đây là cái dây mát của mobin nha các bạn nha. Đây đây là mát của mobin này. Đấy, còn đây là lửa từ IC cấp ra mobin các bạn nhé. Đây sắc trong cùng này, sắc bên trong này màu đen này. Đấy, các bạn nhìn thật kỹ, đây là dây đen sọc vàng nhá, dây đen sọc vàng đó, là đây là chuột cắn các bạn nhé. Thì mang xe đến đây ấy, thì các bạn để ý chú ý cho mình như thế này, xe đã tháo ra như thế này rồi. Các bạn tự làm tại nhà nhưng mà không có ai chỉ cho nên là các bạn làm nhầm, dẫn đến là nó đấu, các bạn đấu ở đây nó nhầm, nó chập cho nên là bình ắc quy cũng bị chập luôn đấy các bạn nhé. Bình ắc quy cũng bị chập luôn này các bạn nhé. Đây là mình tháo ra rồi này, tháo hết ra rồi, tháo luôn cả ắc quy hộ khách luôn. Để các bạn đấu được thì trước hết các bạn phải biết được cái màu dây của nó nha các bạn nha. Bây giờ mình bắt đầu chỉ các bạn màu dây này. Đây là chuột cắn đứt nó ngắn quá, đấu nó khó. Đây nha các bạn nha, đây là dây màu xanh da trời sọc trắng. Các bạn nhớ nghe lại này, đây là dây xanh da trời sọc trắng, là dây từ con kích nó cấp ra. Đây dây xanh da trời sọc trắng đây, xin lỗi các bạn sọc vàng nha, xanh da trời sọc vàng. Các bạn đấu ở đây. Đấy, mình vừa làm vừa hướng dẫn các bạn nha. Đây các bạn đấu tạm đây này, cuốn tạm đây như này, đúng không ạ? Xanh ra trời sọc vàng nha các bạn nhá. Đây là dây các bạn lấy màu từ đây ra, còn cái màu này là chủ xe đấu thêm vào nhưng không được các bạn nhá. Các bạn lưu ý không thể theo cái màu dây này được, còn cái dây này thì mình kiểm tra là người ta đấu đúng rồi, đến đây ra đến đây sai bét nhẹ đến nỗi là chập luôn nha các bạn nhé. Tiếp theo nữa, các bạn đấu mấy sợi dây này vào thì các bạn phải biết được rằng dây từ trên xuống là nó là dây gì nha các bạn. Để ý này, đây là dây màu đen này, đó là dây dương sau khóa
nha các bạn. Các bạn bật khóa lên, dây này có điện. Còn cái dây này là dây từ chân ổ khóa nối thẳng đến con IC này. Tại sao lại như vậy? Bởi vì xe WS110 là chạy qua điện IC, không qua điện mà máy nha các bạn nha. Chạy qua điện IC, điện bình cấp vào con IC cấp ra, cấp nửa ra cái dây đen xà vàng này và qua con mobile này kích nửa lên đầu cao áp. Đó, các bạn phải hiểu được như vậy nhá. Tiếp theo nữa là cái dây màu đỏ này là dây gì? Dây màu đỏ này nó thông từ bình ắc quy, từ bình ắc quy trong này lên ổ khóa. Để mở, chúng ta mở khóa lên là nó thông lên, các bạn hiểu không ạ? Đó, các bạn phải phân biệt đúng. Và lý do tại sao chủ xe không để ý là đây là còn cái rắc nữa các bạn nhá, đây còn cái rắc này đấy, thì các bạn để ý này đây, mình không cần tháo ra đấy nhá. Các bạn để ý này, dây ở giữa cái rắc này, cái hộp rắc hộp này, dây ở giữa là màu đen, thì các bạn gióng ra giữa, các bạn đấu vào màu đen, hiểu ý không ạ? Dây này là dây màu đỏ thì nó thông lên đây rồi đấy, dây màu đỏ nó không đứt nha các bạn nhé. Dây màu đen sọc đỏ thì chiếc này đã bị đứt rồi, đấu thành dây màu này đấy. Nhầm lẫn là dây, các bạn để ý này, nhầm lẫn, chủ xe nhầm lẫn là dây này đấu vào dây này, các bạn hiểu ý không ạ? Là dây đen đấu vào dây lửa cấp vào IC đấy, thế là nhầm chỗ này nhá, sinh ra chập, chập cháy đoạn này này đấy, cháy đoạn này mình đã xử lý rồi nha các bạn nhá. Đấy, các bạn nghe lại này, cái dây màu này là dây đen sọc vàng, là dây từ con kích đi lên vào IC đó các bạn nhá. Còn tiếp theo nữa, dây màu đen là dây sau khóa, khi bật khóa lên dây này có điện thì dây màu đen thì nó là ở đây rồi các bạn nhá, nó ra xi nhan, nó ra chip xi nhan. Đây, dây màu đen ở giữa đây, các bạn gióng ra giữa đấu dây màu đen là các bạn phải đấu vào đây. Trong quá trình xem video các bạn có gì không hiểu các bạn cứ bình luận bên dưới các bạn nhé. Và các bạn xem video đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh để các bạn nhận được video miễn phí tiếp theo. Đấy, hôm nay mình clip này mình hướng dẫn cho các bạn làm tại nhà luôn nhé. Tiếp theo nữa là dây màu đen sọc đỏ ở dưới này cơ. Còn đây là chiếc này bị đứt rồi, họ đấu sang dây màu khác rồi nha các bạn, để ý nhá. Đấu nó vào đây, sau đó là thử. Các bạn nghĩ nó có ok không ạ? Tôi nghĩ là quá ok luôn. Còn dây này là dây đèn, dây màu vàng này là dây đèn từ cuộn lên. Đấy, đấy, các bạn kiểm tra lại một nữa. Đây là mình đấu phác họa, mình làm phác họa để thử lổ đã, sau đó thì quấn băng dính hoặc là các bạn đốt đồng coi thì tùy nha các bạn nhé. Và mình thử buji của xe khác vào đi. Và tóm lại là mình lấy con buji khác mình thử ở đây. Mình nghĩ là con buji này không chết nha các bạn nha. Bây giờ bắt đầu mở khóa lên lỗ này. Đấy, các bạn thấy ok chưa ạ? Lỗ luôn nhá. Đây là clip này mình làm để hướng dẫn cho các bạn làm tại nhà luôn các bạn nhá.
làm tại nhà luôn đấy. Các bạn chỉ cần có một cái tip để tháo buji này, một cái tô vít 4 cạnh này, một cái kìm và một cái cà lê 10, cà lê 8 là các bạn mời mò các bạn làm được. Đây là mình hướng dẫn cho các bạn làm tại nhà để có những bạn nhà xa nơi sửa chữa, bây giờ kéo cái xe này lên hoặc là thuê chở rất là mất việc, phải tốn tiền nha các bạn nha. Thà các bạn mời mò các bạn sửa tại nhà thì cũng rất là hay, rất là ok các bạn nhé, đỡ mất chi phí nhiều. Đấy là cái trường hợp mà xe không nổ, không phải chết buji là nó không nổ đâu các bạn nhé. Đây là không nổ này, nó chuột nó cắn đứt hết cái dây điện, làm sao mà nổ được nha các bạn nhé. Đấy, như vậy là video ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái vấn đề về điện. Chúc các bạn xem video vui vẻ và các bạn đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng nút like, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để các bạn nhận được video lần sau miễn phí các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.